đây là khu tái định cư Tân Kim luôn nha bà con. Nãy nãy có ghi một vị trí rồi đó, là năm 18, đường này ngoài kia thì nó lớn, đường ngoài kia chắc mười mấy mét, đường này chắc khoảng độ 6 mét. Căn này chỉ có 2,6 tỷ thôi nè, 5 x 20, năm 20 2,6 tỷ nha. Một lầu đúc, lầu đúc rất là đẹp nha, xây xây thiệt luôn, không phải xây giỡn đâu. Hướng này hướng tây bắc, hướng tây bắc. À, đây là xã Tân Kim nha, đi ra quốc lộ 50 chút xíu thôi, coi chừng 500 m là không tới, nên là ra tới quốc lộ 50 rồi đi qua chợ Quy Đức, rồi đi về Hưng Long, đi về cầu Ông Thình, rồi đi về Đa Phước đó. Vị trí rất là ok nha, đây, đi quận 7 Nhà Bè rất là ok. À, đây là gần phà Tân Kim, phà Tân Kim là đi qua bên khu công nghiệp Long Hậu đi về Nhà Bè đó. Năm 20 nha, một lầu đúc, giá có 2,6 tỷ thôi. Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha bà con, hướng tây bắc. Giờ Văn Thanh sẽ đảo một vòng để mình tham quan cái khu tái định cư của xã Tân Kim nha bà con. Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha, gần phà Tân Kim, gần cầu Ông Thình, gần chợ Quy Đức, gần ngã ba Tân Kim, gần vòng xoay đường tránh vào chợ Cần Giuộc á. Giờ mình đi tham quan nha. Đây mọc rất là nhiều nha bà con. Ở đây hầu hết là ở bên Bình Chánh hoặc là bên quận 8 đổ về. Nhánh cánh quốc lộ 50. Quốc lộ 50 bên đó đổ về đây nhiều. Tại bên đây sổ hồng riêng hết. Sổ hồng riêng mà đất nó cũng tương đối rẻ hơn. Rẻ hơn ở khu thành phố. Tân Kim là nó cặp ranh với Quy Đức, Đa Phước. Văn Thanh có thả vị trí vô Zalo. Zalo của Văn Thanh là 0917 386 227. 0917 386 227 có thả vị trí vô đó. Mà con nào cần thì cứ vô Zalo của Văn Thanh ha. Cái tiêu đề của Văn Thanh đó là bấm vô cái vị trí và bà con lấy cái vị trí. Khách mới gửi Văn Thanh cái căn nhà đó với một lô thôi nên Văn Thanh chưa có khảo sát nhiều ha, thì bà con mình cứ vào cái vị trí của Văn Thanh này mình tham khảo thêm. Đường này là mình đi về phà này. Đây, đi về phà Tân Kim ở dưới đó. Phà Tân Kim là mình đi qua Long Hậu đó ha. Còn đường này mình ra quốc lộ 1A. Còn hướng đi bên kia nữa, hướng đi lớn bên kia. Hướng này là mình hướng đi về phà. Còn hướng này là ra quốc lộ 50 nha. Đối diện con đường xuống phà là bên kia là điện máy xanh ha. Ở đây là ngã ba Tân Kim. Ở đó là đường đi chợ Hưng Long á, đường đi chợ Hưng Long nha. Đường này lên chợ Quy Đức, cộng Thịnh nha, đây là quốc lộ 50. Điện máy xanh nha, đường máy xanh quốc lộ 50.
Còn đây là đường Tân Phước ha, đường này xuống phà nha. Đường này xuống phà. Phà Tân Kim Long Hậu nha, đi qua bên Long Hậu từ Tân Kim. Tân Kim là xã Tân Kim ha. Xã Tân Kim, Long Hậu là xã Long Hậu, hai xã ha. Nhưng mà cách nhau con sông. Đường này nha, đi về đường này là đường Hưng Long. Bây giờ chợ Hưng Long đi về ngã tư Quán Chuối đi vào quốc lộ 1A được. Đường này quốc lộ, đường quốc lộ 50 ha, đi về bên kia Đa Phước, Phong Phú, Quy Đức rồi đó. Đường này thì đi về Cần Đước, đi về thị trấn Cần Giuộc luôn ha. Rất là nhiều hướng đi. Rồi, con Thanh cũng giới thiệu sơ bộ nha. Bà con mình tham khảo sơ qua. Rồi, ok, thích khu vực này, nói cho Văn Thanh để Văn Thanh dẫn bà con đi coi ha. Thân ái, chào bà con nha bà con.